Ui, trời. Sông Nho Quế đây rồi. Đẹp. Tích chơi một phát ăn cám ngay. Một cái tour này thì đi bao lâu hả anh? Gần tiếng ạ? À,
lâu ghê nhỉ. Đi nhanh thôi, đi chậm để cái bảo đi chậm khách chắc còn chụp ảnh đi hết chứ, chụp À ảnh vâng. nữa. Nhưng mà khi mà bấm thì nó làm gì? Mà đi tiếng thì chắc cũng phải xa đấy nhỉ. Đấy, đi vừa qua cái khe vực kia. Anh nhảy đi. Bây giờ đợi đến 1 giờ. Có bằng không? Anh này có bằng không? Đây ai cũng không có hết. Thế à? Muốn học mà không có lớp ấy. Ở đây có cái phải lốp phạt thì phải lốp tiền cho nó à? Vâng. Có khi gần chứ. Thế à? Thì công an thì kiểm tra lúc nào? Không, tùy nó đấy. Có hôm nó làm cả ngày. Làm cả ngày, thế là đứng ở trên kia, đi nó cano đứng trên kia đúng không? Đi cano đi lại ấy. Cái cano trắng đúng không? Tốc độ lắm. Đấy. Từ dưới lên tầm 10 phút thôi là hết hết con sông. Thế là lại hỏi hỏi giấy tờ. Thế có bị bắt bao giờ chưa? Mấy lần đấy. Mấy lần à? Cứ giữ xong lại thả. Giữ xong thì đấy. Đưa tiền xong thả nhỉ? Có lần thì không mất. Nhắc nhở hay sao? Vâng, nhắc nhở với lập biên bản ấy. Xanh à? Được, đây.